Một em đèn Truy KT88 Single End Modern là Mini 88 mắc đôi. Em mình vừa mới khui hàng. Đây là cái món đồ mình tuyển lựa bên Nhật về. Con này đánh Single End với cấu hình là hai bóng rê 12AX7. Hai bóng công suất là KT88. Con này là dòng Mark 2 nên là cái bản này là bản Silver nha các bác. Con này khả năng là quên chưa dùng các bác. Nhìn từng cái thớ của mặt phay nhôm xước này, nó mới lắm luôn ạ. Đây là lồng chụp. Các bác đang chơi những dòng Antec, những dòng Tannoy, những dòng vừa phải thì các bác những cái dòng loa đồng trục tàn giải khoảng 30 đổ lại. Chơi con này rất hay nhá. Máy có hậu sâu là 40 trên 40 nếu tính cả cọc loa. Hai bên sườn là hai má gỗ. Con này thì nó chạy nguyên cặp bóng rất là ngon. Đó là bóng Chi Vintech các bác này. Chi Vintech KT88. Đấy, cặp bóng này rất là ngon nhá. Dành cho các bác thích nghe nhạc xưa này, nhạc chậm này. Đấy, nhạc câu truy, nhạc vàng. Nó rất là mềm mại này các bác này. Vintech KT88. Đó, cặp bóng nhá. Và cặp bóng rề là 12AX7. Zin theo máy. Sử dụng nguồn điện 100V các bác ạ. Chiếc này thì các bác trưng bày cũng rất là đẹp ạ. Đây là phía giác cầu loa này. Sử dụng nguồn điện 100V. Cho phép chúng ta chơi 3 đường vào AUX, MD và CD. Rồi, đây là chiếc đèn Chi nhá, 88 Single End. Hàng Nhật về, máy rất là mới. Em Minh giao lưu với các bác 13.500.000 đồng. Giá cực kỳ hợp lý dành cho các bác yêu đèn, thích nghe chất âm của KT88 Single End. Và đồng thời bây giờ thì em sẽ test chiếc âm ly Luxman 503S. Chiếc này thì em có giới thiệu vào hồi sáng nay, thì có bác khách số 689 muốn được nghe thử ghép cùng để bác mua về ghép cùng JBL. Thì sẵn tiện em có cặp JBL 4312 control monitor thì em sẽ ghép cùng. Thì mời bác 689 nghe thử nhá. Nếu ưng thì bác alo chốt lấy dạ. Còn sẵn tiện thì em cũng xin báo giá luôn cặp loa và chiếc ly cho bác chưa xem. Đối với cặp 4312E control monitor, em đang có mức giá tốt là 29.500. Với chiếc âm Luxman 503S là 20.5. Các bác lấy nguyên bộ này, em bớt cho các bác 500. Hàng đây đều là zin nguyên bản. Tất cả là mới zin, đẹp đèn đẹp luôn. Mặt chưa một vết chảy cũng như là một vết sơn. Dành cho những bác thích chơi zin. Và bây giờ em sẽ test cùng. Mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Em cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi nhé. San đô chân ngồi phong giả thơ phong giả kỳ ta quần của san phong nhớ hó chuyên trình mau suy tin san đô chân ngồi phong giả thơ phong giả kỳ ta quần của san phong nhà hô chuyên tình mọc suy sưng trong đất bình hoàng suy nhà tinh suy nhà tinh yêu tình chỉ suy ai cùng vinh mi pa có phong suy san li nhịp ngôi mang sưng chim sáng chung si chinh chơi san ya yêu thiên chu đình bất yên thiên bất yên mình tàn cầu yêu san sưng cùng chọc chinh